kính chào tất cả các bà cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì mình cũng tiếp tục câu chuyện của xiến nấy đó. Ăn mày mạng không được rồi, giờ lên chiêu trò ghéo tên gọi, ghéo gọi tên cô Phương Hằng. Tao nói mày nghe này xiến nấy, cái bản mặt của mày á, tao muốn thương thương cũng không vô. Con nói thật cô chú, ai á thì mình còn thấy tội nghiệp, chứ cái gia đình của con xiến nấy như hủ hí không có thương vô. Cái thứ gì đâu á mà nghèo mà con mang bệnh rồi, hãy làm sao như thế nào cho người ta thương. Lên trên cộng đồng mạng đú đa đú đẩn hết với người này tới người kia, rồi lên chiêu trò lừa dối lừa gạt cộng đồng mạng bằng cách diễn đem đứa con đứa cháu mình bệnh tình ra để hả mà ăn mày. Giờ kêu tên cô Phương Hằng là trời ơi, ăn mày ăn xin ra giá 250 triệu, mày nằm mơ đi, tao nói thiệt 2.500 tao còn không cho mày nữa xíu, tao nói thiệt. Cái thứ gì đâu mà ham ăn, ăn thì ăn hồ đồ hỗn độn, ăn thì ăn tục tiểu, ăn bậy bạ. Nên mình ăn một cách văn minh lịch sự, rồi mình nói chuyện cho nó đàng hoàng cái. Đừng có gạt gẫm người ta đồ này nọ, biết đâu người ta thương hại người ta còn cho. Mày thấy không, từ lúc trước ấy ha, người ta cho mày rất nhiều, nhưng mà từ lúc mà các anh em người ta phanh khui, người ta chỉ ra cái chiêu trò của mẹ con nhà mày à, thì bây giờ mày thấy không, tao đâu có cho. Không gãy xíu nghe nó diễn thấy mồ luôn, không ai cho. Bây giờ nó kêu cô Phương Hằng. Tao nói mày nghe nè, người ta giàu người ta có tâm đó, nhưng mà cái tâm của người ta phải đặt cho đúng người. Mày nghĩ sao cùng quê hương quê quán của mày, rồi gửi tiền về cho mày, hay là mày lên ăn mày ăn xin vậy ha, rồi mày có tiền mà nuôi ông tư cày, mày nhảy nọc nhảy nái vậy đó, cái đầu người ta cho mày hả? Mày là bà nội người ta. Trời ơi, thôi xíu ơi xíu, mày bớt ảo này đi. À, bây giờ tính đu theo cô Phương Hằng, chị Phương Hằng rồi đó ha. Thôi thôi tao lại mày đi xíu à, mày tao nói thiệt mày ha, mày từ đây sắp tới cuộc đời của mày còn khổ nữa, vì cái nết ăn uống của mày á, rồi hả, với cái nết của mày xàm xí trên cộng đồng mạng người ta ghét. Cỡ này người ta ghét rất nhiều, đọc rất nhiều bình luận, người ta rất là ghét cô xíu này, nhưng hủ mất khí, chiêu trò quá. Con Nga thì nó ít nói cho nên người ta ít ghét nó, nhưng mà không phải gì mà mình thương, mình thương nó mà mình cho những cái đồng tiền vô tội vạ, không, mình để những cái đồng tiền đó mình đi làm, và mình hả cho những cái hoàn cảnh người ta thật sự người ta khổ, người ta bế tắc, thì mình cuốn người ta, lúc đó người ta mới mang ơn và mình mới tạo được nhiều phước đức. Trời, con cái này nó cho nó ăn thôi, đầu nó khỏi đi làm gì, bây giờ nói chung là nó không có ăn, nó chỉ ăn thôi, nó không có đi làm gì hết, nó không lao động kiếm tiền hết trơn. Mà con cái nó hai đứa đó, bây giờ nó ăn bám cộng đồng mạng để nó lấy tiền nó nuôi con đó. Trời ơi trời, thôi cô tao lại mày một xíu ơi, mày bớt bớt lại ha, bớt bớt cái miệng lại, lên nói dữ dữ mặt người ta vậy đó, lên xin tiền hả chị Phương Hằng này đó, rồi á cười sửa nhà lót cái nền, tối ngày mộng mị trúng số để sửa nhà cho con cho cái này nọ, mũi chích con thôi, mày đừng đem con mày ra à, mày hả muốn ăn mày ăn xin mà mày đem con mày ra. Tao nói cho mày nghe nè, nếu thật sự ha, tao nói mày nghe, nếu thật sự con của mày có như vậy thì cái trách nhiệm đó không phải là của cộng đồng mạng mà là của con gái mày á, là mày đó, đặng xiến nái đó, là con gái mẹ nó phải có trách nhiệm lo lắng cho nó chứ ha. Cộng đồng mạng xã hội này không có ai có trách nhiệm với gia đình mày hết, thậm chí con Nga thằng hủ hí luôn, chẳng qua người ta thương hại người ta bố thí thôi, nhưng mà tại ha, gia đình của mày làm quá ha, rồi bắt đầu ha lợi dụng cái chỗ đó rồi kêu gọi rồi nói dốc nói láo ăn mày mạng này nọ người ta mới ghét, chứ phải chi mà mày trung thực tí xíu thì cũng không đến nổi đâu ha, tại vì mày quá rồi. Vợ chồng con cái gì tối ngày ha, làm biến nhất hay ăn thì không ai ăn lại, phải lên cứ ăn mày hoài nó, rồi sao rồi hậu hí, hỏi thiệt nè, giờ con mày trong bụng sao rồi ừ? Chứ thận bể hết chưa, nát hết chưa, tụi bé ác mồm ác miệng lắm chứ không phải như người ta. Mày bớt bớt cái miệng lại đi xíu máy ơi, tối ngày mày cứ ghéo tên ha, chị Phương Hằng, chị Phương Hằng rồi cùng quê, trời ơi mày thấy sang cái mày bắt hoàng làm họ hả? Tao lại mày đi xí máy ơi, trời, con chưa từng thấy một cái con gì đâu mà hả nó quá trời lầy lội à, cho mày đặng mày có tiền mày ăn à, đặng cho mày mập ú ha chứ gì đó, rồi mày nhảy nọc nhảy nái chứ gì. Ôi trời, mày nghĩ sao mày không chịu làm gì chân, trong khi người ta làm rất là cực khổ, bản thân mày á thừa sức mày làm mày đi nuôi con mày vậy, chứ từ lúc mà không có xuất hiện trên cộng đồng mạng
YouTube không quay mày ăn bằng cái gì? Mày cũng phải đi làm thôi. Thì bây giờ cái công việc của mày là cái gì thì mày đi làm đi. Chứ có đâu mà mày lên gai gã mày lên mày mồi chài ăn mày rồi sao rồi? Cái đứa bé con của ông Hữu mất khí rồi sao rồi? Không có ai ha, tao nói thật với mày. Không có ai á mà hả ăn nói như mày á mày. Như mày á là mẹ nó. Con cái mình, cháu mình. Đó, mà mày nói gì kỳ cục, rồi cũng không có ai mà như thằng Hữu Hí. Là chồng, là cha mà đi gủa xả con mình. Lấy hình ảnh của con mình trong bụng mang bệnh tật, dị tật, biến này nọ, biến dạng này nọ để lấy tình thương của cộng đồng mạng. Mày nghĩ thử cái con người của tụi bay có đức ở đâu mà tụi bay giàu có được. Mày nói đúng đó. Có đức mặc sức mà ăn, còn tụi mày là thất đức. Cho nên là tụi bay không có ăn, phải đi ăn mài, ăn xin đó. Mà mày tự hào cái gì? Cỡ từng tuổi của tụi bay là người ta chủ cả hết rồi. Cho dù người ta không làm chủ lớn lao gì, nhưng mà ít nhất người ta cũng làm chủ được bản thân người ta. Người ta làm chủ của một gia đình, còn mày thậm chí bản thân mày không muốn làm nhưng mà vì tiền YouTube kêu cái gì mày làm như khùng như điên. Kêu mày nhảy thì mày nhảy, kêu mày hát thì mày hát, kêu mày hò thì mày hò. Vì đồng tiền sao mày bán rẻ danh dự uy tín quá vậy? Coi lại mình đi xíu ơi, chứ tao thấy mày không quá trời à, quá trời quá đất rồi. Không nói không được, cái con mày không nói không được vậy đó ha. Mà ha, làm bà ngoại người ta đó, làm mẹ rồi đó đâu, mày suy nghĩ thử tại sao mày không có chồng và tại sao quá chú Tư Cày thà ổng lấy bậy lấy bạ lấy qua đường như vậy đó, đó lấy mà không dám là hợp pháp, không dám về thông báo với gia đình và làm cho mày cái giấy tờ hợp pháp mày là vợ ổng. Mà ổng ta nói với mày mục đích của ổng là chơi cho đỡ thôi, tại vì mày không xứng đáng, mày không có cửa để làm vợ ổng. Thà ổng quen vậy đó, cho thì ăn dùm đàn ông mà dễ dãi, có cho thì ăn, mày lên mày ăn mày, mày kêu gọi ôi mày tùm lum tùm lưa hết trơn để mày lấy cái đồng tiền đó, mày nuôi ngược lại ổng để cho ổng nhảy nọc nhảy đái mày chứ gì. Con đàn bà này nó dâm dục dữ lắm xiến á, ai nói mà nó không dâm, nó không mê trai là không có đúng đâu. Trời ơi, đàn bà gì ha, ngồi ăn ngoẩm ngoẩm ăn bậy ăn bạ, rồi lên ha kêu tên chị Phương Hằng này nọ, em cùng quê với chị đồng hương đó nha. À, nếu mà mày như những gì mày nói á thì không lẽ ai quê An Giang cái chị Phương Hằng nó không phải giúp hết trơn. À, rồi tụi bay á sanh ra ỷ lại rồi làm biết cái gì, cái nhưng mày cũng phải đi lao động mày kiếm ăn rồi mày lên mày than tại vì ha làm ế ẩm quá này nọ rồi không có tiền nuôi con mà nhà cửa con mày dơ giấy. Tao nói mày bày hay mày dơ giấy mới có mũi có mồng. Tao nói thật chứ cái nhà của mày sạch sẽ thì biết bao nhiêu người ta cũng ở nhà sàn chuyện bình thường. Mày ở dơ ba cái đồ dơ đồ giấy mày luồn tuôn xuống dưới ở dưới cái sàn đó đó. Rồi mày nói sao mà không vùi buôn kiến đậu, mày coi lại coi mày ăn ở bầy hầy ha, ăn ở bầy hầy riết rồi ha, ăn uống rồi đầu riết thì cũng khùng luôn. Nó thật người gì đâu mà ha, lên á cộng đồng mạng vừa nói vừa cười vậy đó. Tao nói với mày á, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, đó là cái thứ đàn bà vô duyên. Nó thiệt chưa từng thấy con nào vô duyên như con xiến nấy, không được đẹp rồi mà cũng chẳng có duyên dùng gì hết. Bởi vì ha, người ta coi thường tới chồng mày, mày đẻ cho biết bao nhiêu đứa con mà ổng cũng ôm đồ ổng bỏ đi là mày biết rồi đó, con người của mày đó sao đó xíu nay. Dạ thôi thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi, con hẹn tất cả các bà cô chú vào clip sau.